Heo mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em đang xem video. Chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành và hạnh phúc. Hôm nay Heo chia sẻ một món ăn giòn ngon đủ đầy dinh dưỡng từ đậu hũ và rau củ. Cách làm thì rất là nhanh và đơn giản, cho ra một món ăn thiệt là ngon luôn. Mình ăn kết hợp với rau sống với nước tương cay cay, mặn mặn, ngọt ngọt thì ngon hết sảy. Và đây là tất cả nguyên liệu của heo, giờ cả nhà cùng vào bếp làm với heo nha. Trước tiên, heo sẽ đi pha bột. Heo cho vào thau 100g bột mì đa dụng và 30g bột gạo. Rồi heo cho vào 1/4 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê đường cát. Trộn đều lên, cho hai loại bột và đường, muối hòa lẫn lại với nhau. Xong rồi thì heo sẽ cho vào đây 350ml nước lọc. Heo sẽ chia làm hai lần. Mình cho như vậy á thì mình khuấy bột, bột sẽ không bị vón cục mà dễ tan ra hơn. Cho thêm nước lần 2 cho hết luôn. Rồi bây giờ thì heo sẽ khuấy đều. Khuấy một tí xíu thì bột lúc này cũng đã tan mịn rồi nè. Và có một cái độ loãng nhất định, không quá đặc cũng không quá lỏng, như vậy là đạt rồi nè. Rồi giờ heo sẽ để cho bột nghỉ. Heo sẽ đi sơ chế phần nguyên liệu. Heo có chuẩn bị 3 nấm mỡ. Bây giờ thì heo sẽ cắt nấm ra thành từng lát mỏng. Rồi mình cũng xắt lại thành những cái sợi nhỏ dài. Heo cắt ra nhỏ nhỏ như vậy nè, độ dài thì tầm cỡ khoảng 2cm. Rồi tiếp tục thì ở đây heo có chuẩn bị 3 miếng tàu hũ. 3 miếng tàu hũ này thì heo cân được là 300g. Chẻ miếng tàu hũ ra làm hai xong rồi thì heo sẽ chẻ lại làm 4 miếng nhỏ như vậy nè. Rồi bây giờ thì nhập những cái miếng tàu hũ này, mình sẽ cắt lại thành từng cái sợi nhỏ. Đậu hũ heo cắt thành những sợi nhỏ như vậy nè. Và đậu que thì heo chuẩn bị 5 trái. Heo cũng xắt xéo xéo cho nhỏ nhỏ như vậy luôn nè. Cà rốt thì heo có chuẩn bị, đây là một khúc 50g. Mình cũng sẽ bào thành từng cái sợi nhỏ nhỏ, cho vào bột trực tiếp luôn nha. Khoai tây thì heo chuẩn bị một củ khoai tây 150g. Mình cũng bào ra thành sợi nhỏ. Xong rồi phần đậu hũ, nấm, đậu que lúc nãy heo vừa xắt xong heo cũng cho vào luôn. Rồi ngò rí heo chuẩn bị 2 cây, cho thêm 1/2 muỗng cà phê tiêu. Bây giờ thì mình sẽ trộn đều lên, cho bột và tất cả rau củ với tàu hũ được hòa lẫn lại với nhau. Trộn được một tí xíu thì bây giờ cái phần tàu hũ của mình có cái độ sánh sánh sạch sệt lại như vậy nè, nhưng mà không có bị khô cũng không có bị loãng luôn. Rồi bây giờ thì heo sẽ để đây cho tàu hũ nghỉ khoảng 2 phút, heo sẽ đi chuẩn bị dầu. Khi chiên phần tàu hũ này thì heo cũng sẽ cho lượng dầu vừa đủ thôi hà, miễn sao ngập bánh là được rồi. Mở lửa nhỏ lên, thấy đũa sôi như vậy là được rồi. Bây giờ thì heo sẽ dùng một cái giá, mình sẽ múc một cái phần nhỏ tàu hũ, xong rồi mình sẽ dàn cho cái tàu hũ này mỏng mỏng ra, kiểu giống như là mình chiên con tép á, dưới khoai lang vậy đó. Heo đã cho tàu hũ vào xong hết rồi, bây giờ thì mình sẽ chiên và mình đợi khi nào mình thấy cái phần tàu hũ xe mặt lại ở dưới như vậy nè, thì mình mới xoay trở lại nha. Tại vì lúc đầu mình mới cho bột và mình chiên thì cái phần bột của mình còn rất là mềm, và mình chạm đũa vào thì sẽ hơi bị dính dính đó. Khi xe mặt lại như vậy thì mình mới chở. Khi chiên, mình sẽ chiên ở lửa trung bình cho bánh của mình không bị đọng dầu, và bánh sẽ được chín đều mà không bị khét. Trong lúc chiên, cả nhà cũng nhớ quan sát nha, thấy bánh nó hơi vàng là mình trở bề liền luôn hà, để hơi bánh của mình nó không có vàng đều. Bánh thì heo chiên hồi nãy tới giờ tầm cỡ khoảng 5 phút thì bây giờ bánh cũng đã bắt đầu vàng rồi nè, và heo đã cảm nhận được độ giòn của bánh rồi đó. Bánh cũng đã chín rồi. Bây giờ để heo lấy lên một miếng bánh cho gần hơn cho cả nhà xem rõ hơn nha. Đó, bánh cũng đã chín vàng rồi nè. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Phần đậu que và ngò rí có cái màu xanh rất là đẹp. Rồi bánh cũng đã chín, bây giờ thì heo chuẩn bị để mà mình lấy bánh ra nha. Heo cũng có chuẩn bị cái rổ lót ở bên dưới giấy ăn cho nó rút hết dầu nè. Rồi bây giờ thì lần lượt heo sẽ lấy những cái chiếc bánh vàng trước ra trước, rồi mình tiếp tục mình sẽ chiên hết những cái phần còn lại. Và đây là bánh đậu hũ rau củ chiên giòn heo đã làm xong rồi nè. Bây giờ thì heo sẽ lấy lên một miếng bánh cho cả nhà xem nha. Đó, nhìn rất là hấp dẫn luôn á.
Hiền sẽ bẻ ra cho cả nhà xem nè. Đó, ở bên ngoài á, thì giòn rộp rộp luôn, cái phần bên trong bột á, thì mềm chứ không có bị cứng. Cái rìa nó giòn dữ dằn luôn á. Rồi bây giờ thì Hiền sẽ gói với rau nha. Hôm nay á, thì Hiền chỉ còn có xà lách thôi hả? Rớt luôn rồi. Hiền sẽ gói bánh với xà lách và Hiền sẽ ăn với nước tương nè. Hiền có cho thêm đây xíu đường, chanh, ớt để ngon hơn. Rồi Hiền sẽ chấm vào nha. Nhìn rất là ngon luôn. Vậy em mời cả nhà cùng thưởng thức đậu hũ chiên rau củ với em nha. Ngon lắm luôn á cả nhà ơi. Ở bên ngoài rìa thì giòn rộp rộp luôn nè. Ở bên trong cái phần có bột á thì mềm, dai dai, rất là ngon. Bánh không hề bị cứng luôn á. Vị mặn ngọt rất là vừa phải khi mình ăn kết hợp với rau sống với nước tương nè. Rồi bên trong á thì đậu que, cà rốt á thì ngọt tự nhiên, khoai tây á thì bùi bùi, đậu hũ á thì béo béo ngon ngon. Món ăn hôm nay Heo làm theo cách thuần chay. Nếu như mà cả nhà mình muốn ăn chay á thì mình làm theo cách này nha. Còn mình muốn ăn mặn á thì mình có thể thêm bất cứ nguyên liệu gia vị nào mà mình thích. Đặc biệt bánh này á mình chiên xong không có bị đọng dầu gì hết trơn á, và cái phần dầu mình chiên rồi á nó trắng tinh luôn hà, cũng không có bị vàng bị đen nữa. Và món ăn này á có thể á mình làm nhanh gọn lẹ nè, và ăn ngon hơn bánh xèo luôn á. Tại vì á bánh giòn đều nè và cũng mềm, mà cách làm á thì lại nhanh dễ nữa, nguyên liệu á thì cũng dễ tìm. Hy vọng chia sẻ của Heo sẽ mang đến cho cả nhà thêm một cách mới nữa để mà mình biến tấu những cái món ăn thật là ngon từ đậu hũ và rau củ cho những cái bữa ăn chay của mình nha. Nguyên liệu hôm nay Heo làm thì cho ra rất là nhiều bánh luôn. Nếu mà gia đình của mình 5 người thì sẽ ăn đủ luôn á. Mình chiên vừa nóng hổi vừa thổi vừa ăn nè, thì cả nhà sẽ rất là thích. Tại vì bánh rất là ngon, mình ăn rất là lạ miệng nữa. Và video của Heo hôm nay đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em thật là nhiều sức khỏe. Thích video và thương Heo, xin cho Heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Khi đăng ký cả nhà vui lòng nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà làm thành công và ngon miệng với món đậu hũ rau củ chiên giòn nha.